Thời gian sao trôi hoài, không dừng lại chờ ai. Chỉ riêng tôi trong phòng tối sao lại lói đường hoa. Tôi bao tháng trầm đớn đau cũng chỉ mỗi tôi. Chẳng niềm tính không niềm vui cô độc riêng tôi với đời. Bao năm chẳng ai biết hạnh, bao năm chẳng ai thấu hiểu. Có những phút chốc lòng sao yếu mềm, mong một bờ vai. Đêm đêm đôi tiếc ngày, mong sao cho dấu tàn. Tôi sợ cô đơn hùa vây tâm hồn, tôi sợ nỗi buồn. Tôi luôn mong anh cửa ra thoáng qua, tôi sợ nỗi buồn. Về nhà thôi, sói. Công việc của mày sao rồi? Từ từ đã, chơi bộ trước đi. Chơi à? Chơi quái gì mày? Tao ở không mấy năm ngán muốn chết, giờ muốn làm bù hơn chơi bù. Làm thì làm. Bây giờ về nhà hay là vô ba? Ghé chú ba trước đi. Ok. Xuân sao rồi mày? Nó đang đi vô bên Thái Lan đó. Là Di Du à? Chứ mày nghĩ nó nằm ở nhà chờ mày sao? Nghĩ gì mà ngu dữ vậy mày? Xù nó rồi, quan tâm làm cái gì? Chuẩn bị cho mày nè, muốn gọi ai thì gọi. Tao lưu số những người quen rồi đó. Mày đúng là hiểu tao. Nhưng mà tao không có lưu số con Sương đâu nha. Con về rồi chú ba. Chú ba kia nghỉ đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Bích, cho má con Liễu nấu ra nữa. Chú ba số khôn thét thiên, phù hộ cho thằng Lâm nghe chú. Chẳng biết có ai đến đây nhan khói gì không. Bé Bích không làm thì thôi, chưa thêm Ngân thì chắc chắn không rồi. Còn liễu nó ra, tao phải gặp nó. Sau khi chú ba mất, nó biến đi đâu cũng không ai biết. Cứ để cho chú ba tin là nó thương ổng thật lòng đi. Chú ba mất, nó cũng mất luôn chỗ dựa, cũng khổ cho nó. Cái chết của chú ba khiến tao phải suy nghĩ. Lúc ở trong tù, thông tin mịt mù, không biết đâu mà lần. Giờ phải tìm cho ra lý do tại sao chú ba lại chết thảm như vậy. Tao sẽ tiếp tục là lâm sỏi cho đến khi sự thật được phơi bày về cái chết của chú. Vậy có nghĩa là sau khi mày biết hết tất cả mọi chuyện, mày mới chấp nhận từ bỏ. Cái này khó à. Mắc cái gì khó? Diễn phải cho hết vai. Giang hồ thì cũng khó tránh mấy lần đụng độ. Tao chỉ sợ mày diễn sâu quá, khó bước ra lắm. Có gì đâu mà khó, muốn là được thôi. Chú ba cũng từng muốn bước ra, nhưng giờ phải nằm ở đây. Bây giờ nếu không tìm ra được sự thật, tao khó mà quay lại gặp chú. Ê, mã bậy. Chọn chút có người cái mày. Xong đi lần này nha. Lâu quá mới gặp. Nghe đi. Thế là vậy. Cái đứa này. Thằng Long sao giờ này chưa ra nữa? Chị đi đâu á thì đi đi, em ở đây coi xe một mình được rồi. Thôi đi, mất xe rồi tiền đâu mà đền. Cái bà này làm như dễ mất xe lắm vậy. Ừ, mày nói hay quá. À, cái thằng cha chạy với xe đó đó, em thấy ngộ ghê á. Tự nhiên gửi xe bãi mình rồi mướn xe khác đi, mà đâu có vô cản hay vô quán gì đâu. Sao mày biết? Nhìn mặt chả giang hồ quá nên em để ý. Mày hay để ý quá ha. Đương nhiên, chứ không á làm sao con nít là Tô Chà Bá. Ừ, hay lắm. Làm ơn kỹ lưỡng nhận trả xe khách giùm tao, là tao cảm ơn lắm rồi. Biết rồi. Chiếc xe mắc dịch này chết mấy hoài à. Mày hay đổi thừa quá. Thiệt chứ bộ. Hai đứa coi xe cẩn thận đó. Có một câu nhắc hoài. Nước. Nè con, chúc mừng con trở về. Cảm ơn thím. Về rồi con tính làm gì? Làm lại công việc cũ thôi. Việc cũ hả? Dạ. À, dạo này chú Tư Phước sao rồi thím? Ông coi quán cà phê giải trí cũng tốt. Giải trí kiểu đó hợp với chú Tư. Để ông khỏi ra ngoài bài bạc thôi mà. Tưởng có Bích ở nhà. Hai anh em đi ăn để mà tâm sự. Ai dè, Bích ra ngoài rồi. Biết con về chắc là nó mừng lắm đó. À, để thím gọi cho nó. Lại đi với thằng đó. Thành ra nó không nghe máy. Thằng nào vậy thím? Bạn của nó mà thím không có ưng. Thằng đó không đàng hoàng à? Ừ, dân chợ búa. Thím nói hoài mà nó không chịu nghe. Con, nhờ con khuyên nó giùm thím nha. Để có dịp anh em tụi con sẽ tâm sự. Cảm ơn con. Con xin phép. Đi đâu mà không chịu bắt máy vậy? Con nghe nè cô. Nè, chú Tư ở đâu vậy? Dạ chú Tư hồi sáng gì không có đi làm. Con đi tìm chú liền. Gặp ổng rồi điện liền cho cô nghe chưa? Dạ. Tôi nghe nè. Biết cái gì chưa? Biết cái gì là cái gì? Nói đại đi. Thằng Lâm nó ra trại rồi đó. Cái gì? Ai nói cho bà biết? Nó mới ở chỗ tôi nè. Mới có 3 năm thôi mà nó đã ra trại rồi. Nghe nó nói á, là nó cứu người trong trại, cải tạo tốt cho nên nó mới được về sớm. Má nó kêu tụi nhỏ xử nó trong tù mà lại không xử được. Bây giờ nó ra mệt rồi đây. Tôi cho hay rồi đó nghe. Từ giờ tới ngày mai ông không nhà hàng tôi giết ông đó. Mày muốn giết tao hả? Giết liền bây giờ đi. Ông thách tôi hả? Không à. Đây là địa bàn của tao. Bụi bay và Nam Đen. Biết. Lại đi trễ nữa đó hả? Dạ em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Chị Xuân ghét nhân viên đi trễ lắm. Chỉ mà biết là xong đó. Em biết rồi. Quen ai mà xin vô được đây? Bạn giới thiệu. Ai vậy? Nói chị cũng không biết đâu. Thôi coi shop đi. Tôi đi công chuyện đó. Dạ. có gì không? Ghé shop chơi nha. Thôi, chỗ làm mà ghé chơi cái gì? Ăn thua gì? Tôi mà. Tôi có muốn vậy đâu. Nhưng mà... Chào anh ơi. Mời anh hai về nha. Mấy đứa đi làm đi. Dạ. Qua đây. Mọi thứ phải trở lại, nhưng phải hơn xưa. Đúng, phải hơn xưa. Ừ. Tao thề sẽ không bỏ qua chuyện cũ. Ly, tới đây. Chào anh Thái. DJ của ba mình đó anh hai. Chào anh Hai Lâm đi. Em chào anh Hai. Ừ. Anh Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh. Em xin phép hay anh? Ừ. Dạ em xin phép. Thằng Kiệt mê con bé này lắm. Nó đâu ra vậy? Gậy của thằng Kiệt. Nhưng hãy có chuyện gì thì réo thằng Kiệt, vậy mới ngộ. Sao lộn xộn quá vậy? Ta cũng thấy vậy, nhưng nó có được đâu. Kỳ dạo này sao rồi? Vẫn làm thủ quỹ công ty xổ số, lương 3 cọc 3 đồng. Tao nghĩ chắc không đủ sống. Mỗi thằng một số phận. Nếu như không vượt qua được thì phải đành chịu thôi, chứ biết sao giờ. Uống hết ly này tao về. Ừ. Tao cho người dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi đó. Mày đúng là chu đáo. Tối nay có muốn kiếm em nào giải khuây không? Trời ơi, ế gì mà ế dữ vậy? Ế má ơi luôn á. Chắc chủ shop bị giam vốn khẩm à. Giam gì? Đại gia mà. Mở shop rửa tiền thôi. Thiệt hả chị? Nó chơi á, thì ý là nhờ họ mà mình mới có công ăn việc làm, hiểu không? Ừ. Thiếu gia tới, chuẩn bị tiếp đón đó nha. Nhỏ này. Trời ơi, từ bữa khai trương tới giờ mới thấy Thịnh ghé shop á. Không có chuyện gì, ghé chị. Vậy để tôi tự nhiên nha. Quỳnh. Định mua gì hả? Thịnh mua áo khoác tặng cho mami. Nếu mua cho bác gái á thì chọn hàng ngoại cho nó sang. Thấy này được không? Quỳnh thấy được là được rồi. Thịnh ơi, cái mẫu này là mẫu mới luôn nè. Mặt rất là mát luôn á, chắc là bác thích. Mẹ tôi không thích màu này. Quỳnh, Quỳnh gói lại giùm tôi đi. Ừ. Gói đẹp đẹp nha. Ừ. Quỳnh làm ở đây có mệt không? Không có mệt lắm. Vậy thì tốt rồi. Ủa, sao đứng đây? Đi ra ngoài đi. Hết giờ làm tôi mời Thịnh đi cà phê nha. Thiệt hả? Bất ngờ nha. Thì cũng phải cảm ơn bạn mình chứ. Quỳnh đâu có cần phải sòng phẳng vậy. Thịnh không thích thì thôi. Thích chứ, Mà mình đâu có cần phải chờ hết giờ đâu. Mình đi luôn bây giờ nha. Không được. Chị Sa, coi sói giùm Quỳnh nha. Là sao Thịnh? Thì chị coi sói giùm Quỳnh cho Quỳnh nghỉ sớm. Không được, tôi không đi trong giờ làm đâu. Đừng nhờ vậy kỳ lắm. Có gì đâu kỳ, chị Sa đồng ý mà. Đúng không chị Sa? Thì Thịnh nói vậy sao từ chối được. Thôi Quỳnh về sớm đi, để tôi coi shop cho. Thôi em không có đi trong giờ làm đâu. Chị Sa đồng ý rồi, có gì đâu Quỳnh ngại. Đây là chỗ làm việc mà Thịnh. Thôi thôi, chủ nói thì em cứ nghe theo cho rồi đi. Thịnh là chủ shop hả? Shop của nhà, chứ đâu phải của Thịnh đâu. Của nhà với của người quen khác nhau lắm á. Thì giúp Quỳnh có một công việc thôi mà, có gì đâu quan trọng. Thôi, Thịnh xin lỗi mà. Tôi cảm ơn cậu hết, xin lỗi gì. Trời ơi, cãi lương quá rồi đó nha. Thôi, để bữa sau tôi mời nha. Chị Sa, tính tiền. $1,5 triệu. Tôi về. Nè, cũng quay thiếu gia nhà người ta như trong trống ha. Cũng dạng chín đuôi đó. Nó học chung với em nên giới thiệu em vô đây làm. Em đâu có biết nó là thiếu gia đâu. Không biết thiếu gia đúng không? Bây giờ biết rồi thì thấy ấm luôn ha. Chị nói gì vậy? Em với nó là bạn bè mà. Hồn ai nó dữ chứ. Đúng rồi đó. Shop này là shop của chị Hai Thịnh. Mà bà Xuân á, bà còn hắc ám hơn nữa. Em liệu á, bà giữ hồn của em đi. Mày nghĩ sao về Xuân Mimi? Trước đây tao được thăm nuôi. Xuân nó dẫn đi thăm, nhưng mà tao không có ra gặp. Vài lần như vậy nó biết ý. Giờ nó quen ai tao không trách. Mày biết nó quen ai không? Lỗi tại tao trước. Nó quen ai tao đâu có quan tâm. Mà bà Đồng đó. Tệ thiệt. Thằng Ba Đông luôn hả Hê? Khi cặp với con Xuân trong lúc mày bốc lịch. Tao hiểu cảm giác của nó. Mà ăn thua gì tao. Nó để mày không ngỡ ngàng thôi. Biết rồi. Nè, cũng tới lúc lấy vợ rồi. Chứ cu khi một mình về hoài sao được. Mày nói tao hay nói mày vậy? Nói ai cũng được hết. Phải tới lúc lấy vợ rồi. Nghĩ tới đàn bà đúng là ngán ngẩm. Cứ vui vẻ với em nào đó, kiểu qua đường tình một đêm, vậy mà yên. Đâu phải ai cũng giống như con Xuân. Trước kia tao cảnh báo mày rồi. Xuân Mimi không được. Mày bỏ nó ghét tao ra mà. Chắc nó nghĩ tao xúi mày bỏ nó. Người ta đến với nhau là chữ duyên. Hết duyên thì phải đành chịu thôi. Cái thằng bữa nay biết nói chữ duyên nữa. Để coi mày với con Xuân còn duyên còn nợ nữa không nha. Mày chết mê chết mệt với em nào rồi hay sao đòi cưới vậy? Thì cũng nên quen một em. Với con bé này tao sẵn sàng hy sinh nhiều thứ. Điều ngạc nhiên nhất tao nghe khi ra tù. Mày làm tao mắc cười quá. Sao lại mắc cười? Ghê quán bar thì cả đống. Đứa nào cũng hoàn cảnh như đứa nấy. Cái sự hy sinh sến rện của mày có đáng hay không? Đáng. Con bé nhà đàng hoàng mày. Đàng hoàng hả? Vậy thì mừng cho mày. Cơm chiên nè. Sao giờ này còn ra đây? Thì Quỳnh cũng còn ở đây mà. Ăn đi. Thịnh cũng ăn đi. Ừ. Cảm ơn nha. Nhưng mà mắc nợ nhiều quá không có thích đâu á. Nợ nần cái gì? Giúp Quỳnh có việc làm thì cũng giống như là giúp shop nhà thôi mà. Nhưng mà chơi với Thịnh lâu như vậy á, giờ mới biết Thịnh là thiếu gia đó. Thiếu gia cái gì mà thiếu gia? Có mình bà Sa bà gọi tôi vậy thôi à. Cũng phải có tầm cỡ người ta mới gọi như vậy. Tôi không thích kêu vậy đâu nha. Ủa làm gì quạo? Không thích thôi. Mà công nhận nha, có 4 chiếc xe à, mà cũng phải trong nữa, mệt dễ sợ à. Như vậy mới có tiền. Giữ xe buổi sáng được rồi, giữ thêm ban đêm chi chó khổ. Năn nỉ dữ lắm á, mới được giữ ban đêm, chứ khổ gì mà khổ. Vậy định giữ xe suốt đời hả? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà bây giờ chị em tôi đang sống là nhờ cái bãi này đó. Lấy xe. Tiền lớn quá tôi không có tiền thối. Má, cái bãi giữ xe như vậy mà không có tiền thối hả? Vậy thiếu. Có mấy ngàn lẻ à, mà cũng thiếu của người ta nữa cha nội. Không liên quan tới mày. Đổi tiền lẻ ra trả người ta đi ông nội. Má, chứng tỏ với gái hả? À, thôi. Thiếu, tôi cho thiếu. Nhớ mặt tao nghe mày. Lợn cợn vớt bợn mày luôn bây giờ. Tiền của em đây. Lúc nào anh hai thấy buồn cứ điện cho em nha. Ừ. Thêm chút là rớn chuyện rồi. Tự nhiên dây vô cái dân nó làm cái gì? Công nhận thằng đó tệ thiệt. Có mấy ngàn lẻ cũng thiếu nữa. Kệ đi, nó đâu phải khách ở đây. Nhịn nó đi. Là sao? Không hiểu. Nó gửi xe ở đây từ sáng cho tới tối, cho nên là mới lấy tiền của nó. Chứ khách vòng vòng ở đây có người trả tháng rồi. Cũng rắc rối dữ ha. Mà sao phân biệt được? Công việc của tôi mà, tôi phải để ý chứ. Tôi tức lắm. Gửi từ sáng tới giờ còn thiếu tiền nữa. Ông không chọi được với tụi nó đâu. Chỉ gây phiền phức cho chị em tụi tôi thôi. Hiểu rồi. Mấy cái chuyện này á phải để đàn ông con trai làm, nhất là ban đêm nữa. Hôm nay thằng Long nó bận cho nên là tôi mới thế nó thôi. Nhưng ngày nào tôi cũng thấy thằng Long nó bận hết á. Chị Phượng cũng vậy nữa. Ban ngày tôi đi học, tôi đi làm ở shop, Phượng với Long coi giùm. Ba chị em tôi xây tour mà. Vậy tối tối tôi tới giữ xe với Quỳnh được không? Thôi đi thiếu gia ơi. Còn có 3 chiếc xe nữa là được về rồi. Cũng trễ rồi, đi về đi. Lại đuổi. Hôm nào tôi mời cà phê, mời thiệt tình. Mấy quán ở đây tôi quen hết. Tôi đợi câu đó bữa giờ rồi đó. Mà cái shop đó của chị Thịnh thiệt hả? Ừ, rồi sao? Tự nhiên thấy ngại ngại. Chắc lại nghe bà Tám Sa nói gì nữa rồi phải không? Mà chị ông khó tính thiệt không? Thì bà chị nào cũng lên mặt với em út hết á. Quỳnh đừng có quan tâm. Thì cũng phải hiểu tính chủ để biết cách mà ứng xử chứ. Chị của bạn chứ không phải là chủ. Tôi muốn biết thêm về chị hai của Thịnh. Chị Xuân hơn Thịnh 8 tuổi. Mà chị giỏi kinh doanh lắm. Mới có 30 tuổi thôi mà chị mở quá chị shop luôn, buôn bán đủ loại mặt hàng hết á. Chị giỏi dữ vậy. Hễ cái gì kiếm ra tiền là chị làm à. Mà Thịnh thì Thịnh không thích kiếm chác kiểu đó. Sao lại nói vậy? Khó giải thích quá à. Cảm thấy lo à nha. Quỳnh là bạn của Thịnh, có ai đâu phải lo. Alo, ai vậy? Anh Lâm Sói đây. Anh đang ở đâu vậy? Anh mới ra. Em sao rồi? Dạ, em khỏe. Mai em ghé anh liền nha. Anh gọi hỏi thăm em vậy thôi. Bất ngờ thiệt đó, em mừng ghê. Không ngờ mới ra mà anh đã gọi em. Anh không có ý gì đâu. Là sao? Em không hiểu. Em hiểu mà. Em ghé anh nha. Thôi nghe. Sắp hết hạn đóng học phí rồi. Tiền đạo đâu ra? Tao cũng vậy. Chắc sai xỉn tiếp quá. Ngày nào cũng sai xỉn gì hoài, mệt chết luôn á. Tiếp thị bia. Mày thấy có đứa nào tỉnh mà có tiền không? Cũng may tao đi làm shop, đỡ cực hơn mày. Ê, mà tao thấy thằng Thịnh nó say nắng mày lắm luôn á. Kệ nó sai nó cứ sai đi. Tao với nó là chuyện không thể nào. Sao không? Nhà nó giàu, mày chịu nó, có phải đỡ hơn không? Tao lại không nghĩ vậy. Tao thấy thằng Thịnh được quá đi chứ. Nhớ tới má tao quải đàn ông lắm. Mỗi người một số mà mày ơi. Nhưng mà ai cũng nói tao giống má tao nhất. Tao mới sợ. Mà đâu phải đàn ông nào cũng vậy đâu. Nhưng ba tao là quá tệ luôn á. Thôi nói chuyện khác đi. Kiếm tiền mới là chuyện nên nói vào lúc này nè. Đúng rồi đó. Rồi tao gấp có chuyện gì? Ngồi đi. Vô gì? Mày có 500 triệu không? Cho tao mượn đi. Hiện giờ tao không có. Mày thua độ hả? Không phải. Tao hùng hạp làm ăn thôi. Làm gì? Hùng với ai? Tao không nói được. Không có tiền mà đặt hùng hạp làm ăn. Tao đang kẹt cứng đi nè. Không có tiền hùng hạp đi thôi. Mắc gì kẹt cứng. Mày làm cái gì bập chợp quá vậy? Tao lấy tiền của công ty cho vay ngắn hạn. Giờ tới ngày kiểm kê mà tụi nó chưa có tiền trả mới chết chứ. Mày ghen thiệt nha. Thuộc cái công ty lỡ tù đó. Tao làm vụ này mấy lần rồi. Lần nào cũng trót lọt. Chỉ lần này xui thôi. 500 triệu. Nửa tỷ chứ bộ. Tao không có tiền tươi nhiều như vậy đâu. 100-200 gì cũng được. Tao kiếm chỗ khác đắp vô thêm. Lúc này tao cũng đang kẹt lắm. Công ty vô đợt kiểm tra. Tao phải bù tiền đã mượn. Mày liều thiệt nha. Tao chịu thua. Cái này tao chết thiệt rồi. Coi điện mấy ngày mà nó không thèm bắt máy. Mày cho ai mượn? Nói ra thử coi, biết đâu có cách giải quyết. Nói ra rồi mày chịu thề mắc công nữa. Biết vậy còn làm chi vậy? Mấy lần trước tầm 10 ngày là nó trả lại, trả luôn cả vốn lẫn lãi. Mà lần này kẹt cái là sắp kiểm tra quỹ. Mà thôi mày cũng không cần biết là thằng nào đâu. Không nói thì thôi, nhưng nó mượn bao nhiêu? 1,5 tỷ. Hả? Tao cần trả vô cách 500 triệu liền. Số còn lại tính sao? Tao sẽ cố gắng chạy giùm mày. Còn được hay không tao không dám hứa nha. Cảm ơn mày nhiều lắm. Gì vậy? Con Ly gọi. Sao không nghe? Lát tao gọi lại. Chắc mày tốn cho con nhỏ này cũng khẩm ha. Đâu có, đi làm có tiền mà. Vậy sao phải liều mạng lấy tiền công ty đem cho vậy? Ai không muốn kiếm tiền thêm, dư giả một chút còn lo cho bồ nữa chứ. Nè, tính lấy tiền trối tình hả? Mày nói vậy là sao? Thì nói vậy đó. Con Ly nhiều thằng thích lắm. Thằng nào? Vô ba đi rồi biết. Sao tao biết thằng nào được? Làm DJ thì nhiều thằng thích, quan trọng là Ly thích ai kìa. Tao có hẹn với thằng Lâm Sói rồi. Nói chuyện với mày sau nha. Vậy cho tao gửi lời hỏi thăm nó. Tao đi trước. Dẫn xe vô đi. Để em dắt cho. Ê, hôm bữa về thấy xe tao bị chày. Tụi bay coi xe tao sao vậy? Xe anh dựng đâu thì tụi em ở nguyên đó, đâu di dời đâu. Má nó nói vậy thì dẹp mẹ bãi xe cho vừa. Nhưng mà anh đâu có bằng chứng á, là nói xe anh bị chày ngay tại bãi của tụi em đâu. Mày là luật sư hay gì đồ bằng chứng? Tao có bằng chứng là quýt chích mẹ mày rồi. Nè, nhìn gì? Coi xe cho đàng hoàng đó. Tôi á không khoái cha mập này chút nào. Trăm người ngàn ý, kệ nó đi. Coi chiếc xe như bà cố không bằng. Nếu nó quý vậy sao không để xe ở nhà chùm mền lại đi, đem ra bãi làm gì? Chạy mưa chạy nắng đã vậy á còn mướn xe khác mà đi nữa. Tao thấy xe nó có khác gì đâu ta. Vậy mới nói. Bà Phượng chưa ra nó tới giờ đi học luôn. Thôi đi đi, lát ra bà không thấy tao bà chửi tao nữa. Chị em nhà anh tối ngày cứ nói câu này nghe riết cũng ngán. Ngán cũng phải nghe mày ơi. Mà tôi không có ngán bà Phượng bằng bà Quỳnh đâu. Thì mày biết rồi đó, nhà tao bà Quỳnh là bá đạo nhất rồi. Mà bà Phượng á, bà có chửi đâu. Dạo này bà có bồ nên lúc này á bà dễ chịu lắm. Ê, mày gặp bồ bà chưa? Rồi. Ê, thấy sao? Cũng ok con dê lắm. Chứ không phải dân mà lụm tiền lẻ như em với anh đâu. Vậy chứ bà giấu kỹ lắm. Bà Quỳnh bà hỏi bà chối bài bãi. Tại vì cha đó chỉ xuất hiện khi mà bà Phượng vô ca thôi, thì làm sao mà anh với bà Quỳnh biết được. Có bồ mà giấu, nghe mắc cười ha. Bà Quỳnh á cũng có bồ vậy. Ủa, sao tao không biết vậy? Tối tối á cha đó hay tới đây ngồi với bả, rồi còn đem thêm xôi gà cho bả ăn nữa. Cha Thịnh học chung với bả chứ không phải bồ bả đâu. Nhưng mà em nhìn á không có giống như là bạn. Tính ra mày hay thiệt đó Tô. Gì cũng thấy gì cũng biết hết trơn á. Chứ làm sao, Tô chà bá mà. Gì mà không biết. Vậy mà tôi còn chưa biết ghệ của anh ra sao à. Chừng nào á anh mới dẫn ghệ ra mắt tôi vậy? Thấy tao ngồi đây thì tao không có cơ hội nói với nó. Xin lỗi, anh chỉ là thằng giữ xe. Trời, làm gì ghê vậy? Nhà nó giàu mà. Cũng phải. Nào giờ nghe chỉ có công chúa với hoàng tử, chứ đâu có nghe là công chúa với giữ xe đâu. Mày hay quá. Ê Long, chị có mua bánh hỏi thịt heo quay ở nhà cho mày á. Mày về ăn rồi đi học. Đâu ra vậy? Về ăn đi, hỏi nhiều quá. Của em nè. Chà, hôm nay chị chơi sang vậy? Nhiều chuyện quá, ăn đi. Alo. Em hả? Em nghe nè. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở ngoài bãi xe mà nắng lắm. Em đi xe chứ. Anh đừng tới. Dạ. Đi nào. Cha này làm gì nghi nghía vậy ta? Em chưa về được. Anh nói nghỉ là nghỉ. Em không nghỉ. Em dám cãi hả? Ly đã nói vậy rồi, anh thôi đi. Mày đừng có xen vô chuyện của người khác. Ly là đi chơi của bà. Mày đừng chọc có điên nha. Được sao? Khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại mà lòng cứ trôi dạt mãi, ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười khóe mi cay cay. Ai đã đi qua những tháng ngày trải đầy bão sông và nắng mà không nát tan trái tim một lần, hằn lại những vết thương trần. Có đôi khi ngỡ gần lại xa, vương niềm đau khác lạ. Cô bước qua để rồi vấp ngã, tim ơi sao buồn thế. Mất bao lâu để lòng nhận ra, yêu là sai đấy mà. Giá như ta đã từng nghe theo lý trí. Khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại mà lòng cứ trôi dạt mãi, ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười khóe mi cay cay. Ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười nước mắt lan dài.